Vợ mới của Kanye West bị chê chụp ảnh phản cảm. Bianca Censori phô bày đường cong cơ thể với tạo hình độc đáo. Tuy nhiên, số đông khán giả chỉ trích phong cách này phản cảm. Theo Basic, trong buổi chụp hình mới nhất của thương hiệu Mogalola, Bianca Censori, vợ Kanye West, gây bàn tán khi bán nude. Những miếng băng dính màu đen được sử dụng thay cho trang phục. Hình ảnh này ngay lập tức vướng tranh cãi. Hàng loạt người dùng Instagram chỉ trích Censori đang làm trái với quan điểm khi theo đạo Cơ Đốc giáo của chồng mình. Số khác nhận xét trang phục phản cảm. Tài khoản có tên Zenma A viết, bức ảnh thật hỗn loạn và cực kỳ thiếu tôn trọng. Trong tất cả ý tưởng sáng tạo có thể làm, chẳng có gì khác điều này sao? Thành viên khác tên Nicolas Cerruti bình luận, dừng việc vô nghĩa này lại đi. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bày tỏ ấn tượng với ý tưởng của bộ hình. Dưới bài đăng của Mogalola, diễn viên Julia Fox tình cũ của West thả biểu tượng cảm xúc trái tim. Bianca Censori kết hôn với Kanye West hồi tháng 1, khi đó, bộ đôi được cho là chưa đăng ký kết hôn. Đến nay, người trong cuộc đều không lên tiếng về mối quan hệ tình cảm. Hồi tháng 3, West giới thiệu vợ mới với con gái cả của anh. Censori chỉ mới giao tiếp với bé Lo nhưng chưa có dịp trò chuyện với Sanh, 7 tuổi, Chicago, 5 tuổi, Pam, 3 tuổi. Theo TMZ, trước khi nên duyên với rapper Donda, Censori từng làm việc cho hãng giày GZ của nam nghệ sĩ. Trước đó, cô đảm nhận vị trí tư vấn thiết kế tại một công ty ở Australia. Vợ mới của West sở hữu ngoại hình gợi cảm. Nguồn tin Basic cho biết vì vẻ ngoài bắt mắt, Censori từng bị Kim Kardashian ghét. Khoảng thời gian còn là vợ West, Kim siêu vòng 3 nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng với Censori nhưng không đưa ra bất kỳ lý do nào.